Xin chào quý vị khán giả. Có thể nói rằng khi mà một người phụ nữ quyết định mang thai và sinh ra một đứa con là họ hoàn toàn từ bỏ việc là họ có thể kiểm soát được cảm xúc của mình với đứa trẻ, người mà trước đó họ không biết là ai cả. Có phải không? Những người phụ nữ, những người làm mẹ. Nhưng mà chúng ta có quyền quyết định khi mà chúng ta đã trải qua 9 tháng 10 ngày và sinh ra một thiên thần. Đó là chúng ta quyết định cái giá trị tinh thần của mình, quyết định cơ thể của mình sẽ trở nên khỏe mạnh ra sao. Và trong chương trình ngày hôm nay, như một món quà, chúng ta sẽ gặp một huấn luyện viên. Chị sẽ chia sẻ để tất cả những người phụ nữ trải qua quá trình sinh con luôn luôn khỏe mạnh và có một cái tinh thần thật là tốt. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trang Delis. Ngày hôm nay thì Trang sẽ cùng bàn luận với các bạn về một câu nói thần thánh, đó là tại sao hít không khí thô mà vẫn béo, hay tại sao ăn ít mà vẫn không thể giảm cân, ăn ít mà vẫn bị tăng cân. Trước khi trở thành một huấn luyện viên sức khỏe, Huyền Trang cũng như nhiều chị em khác từng rơi vào tình trạng tăng cân không kiểm soát trong quá trình mang thai và sinh bé. 70kg với sức khỏe giảm sút, Huyền Trang nhận ra mình phải thay đổi và đã có một bước lột xác ngoạn mục với mong muốn giúp các chị em có vóc dáng mơ ước. Đầu tiên thì Trang đã chia sẻ những kinh nghiệm của mình trên các nền tảng số, từ đó thu hút hàng triệu người và giúp đỡ được hàng trăm chị em, đặc biệt là các mẹ sau sinh lấy lại được vóc dáng, trở nên tự tin hơn. Ngày hôm nay, hãy cùng gặp gỡ huấn luyện viên sức khỏe Ngô Huyền Trang. Vâng, xin chào chị đã đến với món quà hôm nay. Hãy gửi lời chào đến khán giả của chúng tôi. Xin chào Công Tố ạ. Xin chào khán giả đang theo dõi chương trình món quà hôm nay của VTV3. Đây là một người đồng nghiệp cũ của chúng tôi đã từng công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam và tôi không ngờ là đã từng có thời gian chị Trang lên đến 70 cân. Lúc đó là thời gian sau sinh ạ. Đúng rồi ạ. Vâng. Và đó là một quá trình ngoạn mục, khi mà tôi đọc cái phóng sự vừa rồi thì có cái thông tin như vậy. Nhưng mà ngoạn mục đến mức nào ạ? Từ 70 cân xuống bao nhiêu cân và trong khoảng thời gian bao nhiêu lâu? Lúc đó là cái đỉnh cao của mình khi mà mình lên bàn mổ em bé thứ hai nhá. Vâng. Lúc đó là mình 80 cân. Và sau khi sinh xong 2 tháng thì là còn có 70 cân như thế này đây. Và cái hành trình wow, của đây mình... đây là hình ảnh cái cô gái 70 cân đấy, đúng không rồi, ạ? Đúng rồi ạ. Vâng. Và mình đã giảm từ 70 xuống 55 cân trong vòng 3 tháng. Một con số cũng rất là mơ ước của nhiều chị em. Chắc chắn rồi, vâng ạ. Và đó là một cái quá trình mà từ kinh nghiệm cá nhân của cô ấy thì cô ấy đã chia sẻ cho nhiều người và nó đã áp dụng được thành công. Và cũng xin được chia sẻ với quý vị khán giả rằng là cơ địa của mỗi người thì khác nhau. Chúng ta tốt nhất là theo lời khuyên và chỉ định của các bác sĩ. Tuy nhiên cũng có những cái người, những huấn luyện viên họ có cái kinh nghiệm cá nhân và trải qua quá trình nghiên cứu khoa học của mình thì có thể chia sẻ đến và phù hợp với nhiều người. Và bây giờ thì chúng ta sẽ mở hộp quà đầu tiên trong món quà hôm nay, đó là hộp quà số 7. Điều rằng có phải liên quan đến 70 cân không ạ? Chị nghĩ gì về số 7? Số 7 này có thể là 7 cái thói quen mà Trang đã áp dụng trong suốt cái hành trình giảm cân của mình. Và khi mà Trang chia sẻ 7 cái thói quen này lên mạng xã hội ý, thì được các chị em rất là đón nhận. Các cái clip của mình chia sẻ trên Reel với cả TikTok ý, thì đều đạt số lượng view là hơn 1 triệu view. Wow. Đó, thì Trang nghĩ rằng đó là 7 cái thói quen cũng rất là đơn giản cho nên là mới hấp dẫn như vậy. Và có lẽ rằng là trong chương trình này thì không thể đủ thời lượng để chúng ta xem một clip dài được. Liệu rằng là dưới 70 giây, vâng, cũng liên quan đến số 7, chúng ta liệu có làm quen được 7 thói quen để giúp cho cái thói quen này giúp cho các bà mẹ sau khi sinh là có thể giảm cân đúng không ạ? 7 thói quen để có thể giảm cân chung, nhưng mà giảm cân chung. Trang nghĩ rằng là các mẹ sau sinh cũng có thể áp dụng được một cách đơn giản, tại vì nó rất là đơn giản. Thế phần này thì nói với khán giả truyền hình là không chỉ có những người phụ nữ và đặc biệt là những bà mẹ sau sinh xem đâu, mà tất cả mọi người nên xem vì nó rất là hữu ích. Xin mời. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Trang Delis ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn 7 thói quen khiến cho mình có thể giảm cân, giảm 15 cân và có thể giữ cân được đến cho ngày hôm nay. Thói quen đầu tiên đó là ngủ sớm và dậy sớm. Và đó là thói quen đầu tiên có thể giúp cho bạn kiểm soát được cân nặng của mình. Thói quen thứ hai đó là bữa sáng phải đầy đủ đạm và tinh bột. Nếu bữa sáng của bạn đầy đủ thì các bạn sẽ không bị dẫn đến tình trạng đó là ăn bù vào bữa trưa và bữa tối và năng lượng sẽ không bị tích lại. Thói quen thứ ba đó là uống nhiều nước. Thực ra uống nước không phải là để bạn no và để ăn ít đâu, mà nước đó là cái môi trường để vitamin và khoáng chất trong cơ thể của bạn nó làm việc. Và cách để uống nhiều nước đơn giản đó là chịu khó nặng, kè bên người một cái bình như thế này, một ngày mình uống khoảng 5 bình này. Thói quen thứ tư đó là đi bộ ít nhất 10.000 bước một ngày. Cái việc đi bộ cũng là một trong số những cách giúp các bạn tiêu hao thêm rất là nhiều năng lượng. Cái thói quen tiếp theo của mình đó là không ăn tinh bột sau 3 giờ chiều và không ăn gì nữa sau 8 giờ tối. Tức là bữa trưa của mình trở thành bữa chính. Thứ 6 đó là không ăn đồ ngọt. Thói quen tiếp theo đó là ăn uống những cái thức ăn lành mạnh trước. Vâng, trên đây là những kinh nghiệm được tổng hợp từ chính cái quá trình giảm cân của chị Trang.
Với cái kinh nghiệm này của chị khi mà áp dụng thì có thành công với đa số mọi người không ạ? Hay là tùy cái dạng người hay nó phù hợp với chị thôi? Thực ra thì 7 cái thói quen này là 7 thói quen để có thể chăm sóc sức khỏe. Và khi mà sức khỏe của mình được chăm sóc tốt thì dần dần là cái nặng của mình nó sẽ thay đổi. Thì trong 7 cái thói quen này thì đây là những thói quen mà Trang thấy rằng là mình có thể bản thân mình nhá, là mình áp dụng được dễ dàng trong cuộc sống của mình. Còn ngoài ra thì cũng còn rất là nhiều các cái tip giảm cân khác, nhưng mà Trang nghĩ rằng là quan trọng là nó phù hợp với cả thứ nhất là cơ địa này, thứ hai là về văn hóa gia đình, sinh hoạt và công việc nữa. Đúng. Chuyện đấy cũng rất là quan trọng. Để nói về việc ăn uống, ví dụ đến giờ ăn rồi mà chúng ta hoàn toàn có một cái thói quen ăn uống khác biệt hẳn với tất cả thành viên còn lại trong gia đình, đúng thì rồi. Thực sự là cái sự gắn kết cũng rất là khó, đúng không ạ? Và hồi nãy chị có nhắc một từ khóa nữa, đó là dễ dàng. Đây là câu hỏi rất quan trọng mà mọi người thường hỏi nhau. Thế thì việc giảm cân sau sinh có dễ dàng không hay là khó? Mình thì thấy rằng là một người bình thường mà giảm cân nhá thì sẽ gặp những cái rào cản khó khăn. Ví dụ là họ nghĩ rằng là họ phải có thời gian để tập luyện này, họ phải có nhiều tiền để ăn những cái đồ ăn lành mạnh, bởi vì những cái đồ ăn lành mạnh thì thường nó sẽ đắt hơn là đồ bình thường, đúng không? Đúng. Đó, thì với các mẹ sau sinh như bản thân mình thấy thì mình thấy rằng còn khó hơn, còn có nhiều rào cản hơn như thế rất là nhiều. Ví dụ như thế nào ạ? Ví dụ là cái sự ngăn cản của gia đình. Tại sao gia đình lại ngăn cản một bà mẹ sau khi sinh giảm cân ạ? Bởi vì mà rất là nhiều luồng thông tin không được tốt, không được hay lắm về việc giảm cân. Và các mẹ nghĩ rằng, các bà và mọi người trong gia đình sẽ nghĩ rằng là giảm cân sau sinh thì sẽ khiến cho mình bị thiếu chất này. Cho nên là con sẽ không đủ chất này, không đủ sữa cho con, hoặc là con sẽ bị thiếu chất, còi cọc. Đó, thế cho nên là được với người bình thường thì đã khó rồi, thì với các mẹ sau sinh thì Trang thấy còn khó hơn như thế. Nói chung là lúc đấy thì công việc đấy không phải là cuộc cho mình nữa, đúng không ạ? Mà còn nhiều người nhiều ý vào nữa. Nhưng mà rõ ràng rằng là cái chữ giảm cân ở đây chúng ta phải được hiểu rằng là nó đảm bảo được cái cân nặng, hoặc là cái hành trình đó nó phải đảm bảo được cái sức khỏe. Đặc biệt là chúng ta ưu tiên cho bà mẹ sau sinh và em bé, đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở hộp quà thứ hai. Hộp quà màu xanh này ở bên trong chứa một cái người bạn quen thuộc của phụ nữ. Và tôi xin phép mời nhờ chị Trang cầm lên, không tôi cầm ngại. Dạ. Vâng, đó là cái gì đấy ạ? Đây là một cái ghen nịt bụng ạ. Gọi là ghen nịt bụng. Dạ. Vâng. Và cái ghen nịt bụng này có câu chuyện riêng gì của nó? Đây có thể coi là một cái người bạn mà được các mẹ truyền tai rất là nhiều, đặc biệt các mẹ sau sinh, với cái công dụng đó là giúp giảm mỡ này, rồi là giảm eo này. Đó. Thì cái ghen này thực ra thì trong cái hành trình giảm cân của mình thì cũng đã từng sử dụng rồi. Vâng. Thì mình thấy rằng á, cái tính năng nếu như mà mình sử dụng nó với cái suy nghĩ rằng nó giúp mình giảm mỡ bụng ấy thì thực sự là không có đâu. Bởi vì thời gian đầu ấy, khi mà những cái ngày đầu mình đeo ghen thì mình thấy rất là khó chịu, và chính cái sự khó chịu đấy khiến mình không ăn được nhiều. Thế nhưng vài ngày sau mình quen với cái sự khó chịu đấy rồi thì mình lại quay trở lại cái thói quen ăn cũ. Và quan trọng hơn nữa là khi mà mình không đeo ghen thì lúc đó là mình cảm thấy cực kỳ thoải mái và thậm chí có thể ăn nhiều hơn nữa. Mà đấy là chưa kể những cái dư luận trái chiều về cái ghen này. Vậy là hậu quả nó đem đến là có, nhưng nó cũng phải có tác dụng nhất định theo kinh nghiệm của chị chứ, đúng không ạ? Với kinh nghiệm của mình thì nếu mình sử dụng đúng nhá thì nó sẽ có một cái tác dụng rất là hay, đó là giúp mình định hình cái vòng thứ hai của mình. Bởi vì khi mình định hình. Tại vì khi mà mình sinh em bé với cả cái khối tức là mình tăng cân rất là nhiều thì cái vòng hai của mình nó bị dạn này, bị sổ này. Đó. Vâng, tôi hiểu, chỉ cần nói đến đây thôi. Chứ không, rất nhiều người phụ nữ sẽ cảm thấy tủi thân, hoặc là những người đàn ông sẽ thương quá. Vâng, thương quá. Rõ ràng cái chữ định hình này phải được hiểu đúng, bởi vì nhiều người phụ nữ dùng cái ghen nịt bụng như chị vừa mới chia sẻ để dành cho cái tác dụng là giảm cân giảm mỡ thì là không đúng đâu. Và cái câu chuyện vừa rồi được báo chí đưa rất là nhiều về một cái cô gái đã sử dụng cái này quá đà và gây ảnh hưởng đến nội tạng của cô gái đó, thực sự là một câu chuyện đáng buồn. Và khán giả thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh tiếp theo cũng rất là có ý nghĩa với con số 7. Vâng, có 7 phút thôi, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể có rất là nhiều những cái bí quyết để giúp cho những bà mẹ sau sinh trở lại với vóc dáng, với cái người bạn quen thuộc này, với người bạn đấy chính là chiếc ghen bụng này. Hãy cùng xem cách sử dụng của nó. Làm thế nào để có thể cải thiện cái phần cơ bụng như thế này? Thì hầu hết là các giải pháp Trang đã thử rồi ạ. Giải pháp đầu tiên đó là đeo ghen. Cái việc mà chúng ta có cái eo đồng hồ cát hay không nó là do cơ địa của mỗi người, và cái eo chúng ta có hết mỡ hay không là do sự nỗ lực của việc tập luyện và ăn uống và thói quen sinh hoạt, chứ không phải là vì cái ghen. Bởi vì nếu cái ghen nó giúp cho bạn có được cái điều đó thì nghĩa là nếu không có ghen bạn sẽ bị mất đi cái điều đó, và bạn muốn duy trì cái điều đó thì bạn phải duy trì cái ghen đó đến hết cả cuộc đời mình. Cái giải pháp thứ hai để giảm mỡ bụng mà Trang cũng đã từng thử đó là đi massage giảm mỡ bụng.
Tuy nhiên là nó không có êm ái như các bạn quảng cáo đâu, mà vẫn rất là đau. Và trong nguyên một tiếng massage đó thì như là cực hình luôn. Bài học rút ra ở đây đó thì sẽ không có một cái kết quả nào mà không được đánh đổi và trả giá bởi một cái thứ gì đó. Vâng, trên đây cũng là cái kinh nghiệm cá nhân của chị Trang chia sẻ cho mọi người. Thế bây giờ chúng ta sẽ hỏi câu tiếp theo. Vậy thì bây giờ trả lời cho mọi người câu hỏi là: vậy thì cái giảm cân, việc giảm cân sau sinh, ngoài việc là làm cho người phụ nữ đó trở nên đẹp hơn, lấy lại được vóc dáng, thì cái lợi ích của nó sẽ là gì đấy ạ? Cái lợi ích mà mình nhận được nhiều nhất sau khi mình giảm cân sau sinh ý, đó là thứ nhất là cái tinh thần của mình trở nên thoải mái hơn. Dạ. Mình ăn và ngủ điều độ đúng và chất lượng hơn. Nhờ vậy mà em bé lại rất là khỏe mạnh này, và lanh lợi, và cảm giác là trộm vía là còn tốt hơn cả, còn thông minh hơn cả em bé là thứ nhất là mình sinh nữa. Và cái quan trọng mà cái lợi ích lớn nhất mà mình nhận được đó là khi mình làm chủ được vóc dáng của mình ấy, thì cái tư duy mình thay đổi. Và mình nhìn thấy rằng cuộc sống này có rất là nhiều trải nghiệm và rất là nhiều thứ để mình có thể gọi là trải nghiệm và có những cái cuộc sống thật là hạnh phúc và viên mãn. Đó cũng là những chia sẻ của khán giả qua kênh của chị. Và khán giả thân mến, bây giờ tôi sẽ mở hộp quà này với con số 7 tiếp theo. Với 7 phút thì một người phụ nữ, một người mẹ sau khi sinh có thể làm gì để nâng cao tinh thần của mình, lấy lại được vóc dáng? Hãy cùng xem bí quyết. Sau quãng thời gian bầu và sinh mổ, những cấu trúc cơ bụng, mông, đùi của chúng ta hầu như bị phá vỡ. Nhưng đừng lo, hãy nghỉ ngơi thật đủ và chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để chúng ta cùng lấy lại vóc dáng như thời thiếu nữ. Nào, mình cùng bắt đầu thôi. 1. Hóp tròn ngực. 2. Rồi đạp ra, co vào. 3. Mở. 4. Hạ xuống. Dịch chân về sát cơ thể ở tư thế down dog. Ấn gót chân xuống sàn, về với sát chân. Ở tư thế này, hãy làm cho vùng đùi của mình được siết chặt. Hít bằng mũi, cúi đầu nhìn đùi. Thở bằng miệng, chung nhẹ đầu gối. Và từ từ nâng tay của mình đứng thẳng dậy, nhìn thẳng lên cằm. Hít thật sâu bằng mũi, chúng ta dựng thẳng lưng nhìn thẳng. Thở dài ra bằng miệng, chúng ta đưa cả hai tay sang một bên. Hít vào bằng mũi giữ nguyên. Và thở ra, chúng ta với cao tay lên, vòng tay đưa về bên đối diện. Thở và giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1. Đập nhẹ. 1, 2, 1, 2.